Xin chào quý thính giả Trong buổi thu hôm nay Chiến hữu xin mời quý vị lắng nghe chương 1 và chương 2 Của tiểu thuyết Gánh hàng hoa Một tác phẩm nổi tiếng của hai tác giả Khái Hưng và Nhất Linh Thuộc nhóm Tự lực văn đoàn Đây là câu chuyện xoay quanh cuộc sống giản dị Mà thấm đẫm tình yêu thương của đôi vợ chồng trẻ Minh và Liên Những con người lao động chất phác hiền lành Minh là một chàng trai hiếu học đang ấp ổ giấc mơ trở thành thầy giáo để có thể lo cho vợ một cuộc sống đỡ vất vả hơn còn liên một cô gái tần tảo đảm đang luôn hết lòng yêu thương và ủng hộ chồng liệu tình yêu của họ có đủ sức mạnh để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện để tìm ra đáp án và đừng quên like chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ chiến hiếu ạ à. xin cảm ơn quý vị tiểu thuyết gánh hàng hoa của tác giả Khái Hưng và Nhất Linh. Chương 1: Hy vọng. Cũng như mọi lần, Nguyễn Minh đi qua vườn bách thảo để về trại hàng hoa, nhưng chiều hôm nay tuy vẫn phong cảnh ấy mà Minh ngắm thấy xanh tốt rực rỡ bội phần. Hoa xoan tây chàng trông thấy đỏ thắm hơn, hoa hoàng lan chàng ngửi thấy thơm ngát hơn những hoa sen trắng hồng nhấp nhô trên mặt nước Chàng tưởng tượng ra trăm nghìn nụ cười hàm tiếu thiên nhiên Là vì lòng chàng phấn khởi sung sướng, chứa tràn hy vọng Kỳ thi thử trong lớp để chọn học trò đi dự thi bằng thành trung Kết quả các bài của chàng được mười phần mỹ mãn Chàng chiếm hạng đầu trong các anh em bạn học Chỉ còn hai tháng nữa, mình sẽ tốt nghiệp trường sư phạm Sẽ được bổ nhiệm giáo học để có thể kiếm cơm nuôi thân và nuôi vợ. Cái đời lam lũ khó nhọc của vợ mỗi lúc mình nghĩ đến lại lấy làm ai nấy và xấu hổ. Không phải chàng cho rằng cái nghề bán hoa của vợ là hèn hạ, vì nghề ấy vẫn là nghề của ông bà cha mẹ chàng khi xưa. Nhưng chính vì nhờ vào công việc của một người đàn bà mới có thể có tiền ăn học. Chàng lấy đó là một sự kiện đáng thẹn thùng, đáng bị khinh bỉ. Vì thế ngày thi sắp tới đã đưa lại cho chàng những hy vọng trong trẻo về một tương lai tốt đẹp. Mắt mình bỗng vơ vẩn để tới mấy con khỉ nhốt trong chuồng. Tuy ngày nào cũng bốn buổi chàng được trông thấy những trò đùa nhảy nhót của bầy thú nhanh nhẹn ấy. Xong đi chơi lang thang một mình, tư tưởng cũng lang thang không chú ý hẳn đến một sự việc gì. Chàng ngẫu nhiên đứng lại tựa lan can, tò mò nhìn. Bên cạnh chàng, một thằng bé vào khoảng 10 tuổi dắt một con bé chừng 7 tuổi cũng đứng xem. Thỉnh thoảng nó lại lấy tay vẫy mấy con khỉ con, vừa cười vừa gọi. Bú du, bú du. Như để những con vật làm trò cho em nó xem. Cái cảnh tượng tầm thường ấy mình cho là rất cảm động vì nó nhắc tâm trí mình ôn lại thời kỳ thơ ấu của chàng. Mười năm về trước, khi chàng còn là một thằng bé 90 tuổi Thì chiều nào chàng cũng tung tăng chạy nghịch với bảy bạn nhỏ Ở khắp các nơi trong vườn Trong bọn ấy, bạn thân nhất của mình là một đứa con gái 6-7 tuổi Tên là Liên Con một người láng giềng cùng theo nghề trồng và bán hoa Như hầu hết các người trong làng hữu tiệp Mà tục gọi là trại hàng hoa Hai đứa bé láng giềng hình như trời đã phú cho những tính nết giống nhau để sau này cùng nhau chung hưởng hạnh phúc. Trong đám trẻ tinh nghịch, lếu láo thu tục, Minh và Liên hiền lành dịu dàng khác hẳn. Nhiều khi Minh thấy chúng nó có tính ác nghiệt, bắt nạt lẫn nhau, đánh đấm lẫn nhau, hoặc lấy gạch đá, ném những con thú nhốt trong chuồng, thì Minh lấy làm khó chịu. Sự công bằng ngay thẳng bao giờ cũng sẵn có trong óc trẻ, nhất là khi sinh trường ở chốn bình dân, chúng lại nhờ được di sản thông minh của cha mẹ sự yêu công bằng ấy đã có lần khiến mình vốn dĩ nhu mì mà đột nhiên trở nên can đảm. Mình quả quyết can thiệp để ngăn bạn bè không cho phạm những điều áp chế ước hiếp tàn nhẫn. Nhưng cũng vì thế mà bao phèn minh bị bọn kia túm lại đánh cho tối bụi. Đứng trước sự đau đớn của bạn, liền chỉ bưng mặt khóc và kêu gào cầu cứu. Rồi khi lớn lên, mình được đi học vì kẻ trồng hoa nhờ trời cũng khá không những kiếm đủ ăn tiêu rộng rãi mà lại có tiền nuôi được cả con đi học một ngày học một biết rộng mình lấy làm sung sướng được đọc tới tên được trông thấy hình vẽ các hoa các cây trồng ở vườn mình chỉ phàn nàn một điều là liên vi phận gái cha mẹ không cho hưởng cái thú vui cắp sách đi học như mình nhưng mình vẫn đinh ninh rằng thế nào cũng sẽ đem những gì học được giảng lại cho Liên nghe. Nhà Minh và nhà Liên đôi bên chơi thân với nhau lắm. Theo phong tục thôn quê, khi Minh 12 tuổi, cha mẹ Minh đem chầu cao sang dặm Liên cho Minh làm vợ. Mọi đứa trẻ khác khi đôi bên cha mẹ đã nhận lời nhau thì chúng thường bẹn lẽn, không dám đi lại vui chơi nói chuyện với nhau nữa. Nhưng mình với Liên thì không thế, chúng vẫn thân thiết thương yêu nhau như hai anh em vậy vì thực ra chúng cũng chẳng bao giờ nghĩ tới cái ý nghĩa vợ chồng. Khi học tới năm thứ hai trường sư phạm thì cha mẹ mình trong một thời kỳ có bệnh dịch hạch cùng theo nhau mà chết. Liên mổ cô cha từ khi lên ba nên càng được mẹ thương chiều hơn. Vì thế này thấy mình lâm vào hoàn cảnh bơ vơ đơn độc, tứ cố vô thân. Cả Liên và bà cụ đều ngậm ngồi thương xót, không quản ngại ngùng sang trông coi nhà đất hộ một hôm liên bàn với mẹ phạt quách cái dậu găng ngăn đôi bên hai nhà để tiện việc trồng trọt vườn tược cho cả hai bên thế là từ đó hai nhà thành một và minh coi mẹ liên như mẹ mình cứ mỗi lần hồi tưởng lại ngày hôm ấy mình vẫn còn cảm động thấy lòng mình nao nao cách đây mấy tháng bà cụ bỗng ốm nặng biết rằng bệnh tình trầm trọng khó lòng qua khỏi bà gọi cả hai người liên và minh đến bên giường mà bảo rằng cả hai con mẹ coi như con đẻ cả nên mẹ cũng thương như nhau vậy mẹ muốn trông thấy hai con nên vợ nên chồng trước khi mẹ nhắm mắt minh và liên chiều ý bà cụ xin tuân theo ngay bà lại bàn rằng nhà đôi bên cùng nghèo đừng bày ra lễ hỏi lễ cưới chi cho rườm già chỉ cần nộp cái lệ tiền treo như làng đã định và vào sở giá thú là đủ cái đám cưới mới giản dị và cảm động làm sao Bên giờ người bệnh Hai vợ chồng cùng quỳ và cùng khóc Vì thấy con gái đã thành ra thất Và lại lấy được một người chữ nghĩa giỏi giang Sau này thế nào cũng làm nên Bà cụ sung sướng quá đến lịp đi Đêm hôm ấy bà qua đời Thế là trong gia đình chỉ còn hai vợ chồng trẻ Chồng 20, vợ 18 Tuy ít tuổi liên tỏ ra một người nội trợ đảm đang cẩn mẫn hiếm có mình định thôi học ở nhà làm vườn giúp vợ để liên chỉ việc gánh hoa đi bán nhưng liên gạt đi bảo với chồng rằng đã học được đến năm thứ tư thì cốm học nốt cho được cái bằng thành trung từ đó mỗi sáng liên quẩy gánh hoa đi ba giờ trưa lại về cặm cụi làm vườn cho đến tối mịt sau vì hàng bán chạy và có minh thuyết phục mãi liên mới chiều ý chồng mớn một ông lão làm vườn đến giúp việc Mãi ngồi tưởng nhớ lại quãng đời qua mình không biết rằng trời đã nhá nhem gần tối quay nhìn chung quanh mình trong vườn bách thảo không còn ai mình tung tăng qua cổng trường canh nông rồi rẽ xuống con đường nhỏ lát gạch về nhà vừa đi vừa cất tiếng nghêu ngao liên đứng chờ sẵn tại cổng nghe tiếng chồng hát nàng chạy vội ra đón tay đỡ sách miệng mỉm cười gắt yêu Sao hôm nay mình về muộn thế? Mình cũng cười. Vì chiều nay anh phải ngắm mấy con bú dù. Về ngắm em làm vườn cũng thế. Minh cười. Em đẹp hơn bú dù chứ lị. Thế à? Em đẹp hơn bú dù kia à? Còn anh, chắc hôm nay có điều gì vui mừng lắm thì phải. Mình nghe vợ nói vậy, liền đem những niềm hy vọng về tương lai ra kẻ cho nghe, rồi quả quyết nói. Chỉ mấy tháng nữa là ta có thể đỡ phải làm lụng vất vả. Chàng cầm tay vợ ngắm nghía thở dài. Đấy em coi, em mới có 18 tuổi đầu mà hai bàn tay đã chai rồi. Anh lấy làm hổ thẹn lắm. Làm đàn ông mà không bằng một người đàn bà. Liên nghe nói cảm động nhưng giả lạ. Anh lôi thổi lắm, có đi vào ăn cơm với em không thì bảo. Trên chiếc giường lát tre dài chiếc chiếu cũ rách, một cái mâm gỗ đã chóc sơn, đựng lỏng trọng đĩa rau muống luộc, bát nước rau và một đĩa đậu phụ kho tương. Đó là bữa cơm thường nhật của đôi vợ chồng trẻ. Thức ăn chỉ có thế, nhưng liên chịu khám khổ đã quen. Còn Minh thì vì những món ấy chính tay vợ làm ra, nên chẳng gấp ăn ra dáng ngon lành để vui lòng vợ. Liên cũng thừa hiểu ý chồng, nhưng nàng còn biết làm sao hơn. Ở cảnh nghèo không ăn uống tần tiện như thế Thì lấy tiền đâu mà chi dụng việc này việc khác Riêng học phí của Minh Không Đã chiếm gần nửa số lợi tức của gia đình hàng tháng rồi còn gì Liên nhìn chồng nói Ngày mai chủ nhật Khi bán hoa về Em mua một lạng thịt bò tái về cho mình ăn nhé Hết bao nhiêu tiền? Chả mấy Độ 5-6 xu thôi Dưới ánh đèn dầu Hai người nhìn nhau cười Hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ êm đềm lặng lẽ biết bao. Cơm nước xong, mình lấy sách ra xem. Còn Liên đứng tựa ghế, ngắm chồng không nói. Mình gấp sách quay lại cười hỏi. Mình không học à? Có chứ, nhưng em học như thế thì bao giờ mới thành thạo được. Nếu mình chịu khó học chăm thì chỉ độ hai năm thôi. Hai vợ chồng yêu nhau thắm thiết, nhiều khi không có chuyện gì nói hỏi nhau những câu vớ vẩn không đâu nào chuyện bán hoa nào chuyện xảy ra hàng ngày vân vân có khi không biết nói chuyện gì hai người chỉ ngắm nhau mà cười trong các gia đình niên thiếu sự yên lặng thường là biểu hiện cho sự lạc thú nồng nàn tuyệt đích nhưng bao giờ thì giỏi liên cũng nghĩ tới bổn phận nàng biết chồng sắp đến kỳ thi phải học nhiều nên không muốn làm mất thì giờ quý báu của chàng mình ngồi học Em xin phép đi ngủ sớm để mai còn dậy đi bán hoa. Mới 7 giờ còn sớm, mình hãy ngồi đây nói chuyện với anh một lát nữa đi nào. Đi đâu mà vội. Mà Liên ạ, à, em có biết ở đời cảnh nào khổ sở nhất không? Liên cười. Mình nói lần thận lắm. Em cho rằng chẳng có cảnh nào là khổ sở hết vì sự sung sướng ở tự trong lòng chúng ta, chứ không phải ở ngoài vào mình cũng cười bảo vợ đấy em coi học rộng mà làm gì em có đọc nhiều sách đâu mà em cũng biết chỗ tìm điều mà người ta gọi nôm na là hạnh phúc liên em ơi học vấn ngoài cái mục đích kiếm ăn còn có một mục đích cao hơn là đi tìm hạnh phúc học để biết sung sướng nay em đã biết sự sung sướng biết hạnh phúc chỉ ở trong lòng ta mà ra thì em đã tìm thấy chân lý hạnh phúc rồi đó Liên vui vẻ bảo chồng Mình học nhiều biết rộng Chứ em thì hết thấy mình sung sướng Là em cũng sung sướng rồi Mình đứng dậy hôn vợ tỏ lòng cảm ơn Trong buồn giàu nói Liên em Chiều hôm nay anh sung sướng Anh nghĩ tới hạnh phúc Tới tương lai của đôi ta Tới cái tương lai tốt đẹp hơn ngày nay Bỗng một vật khiến anh buồn giàu lo nghĩ Đi quanh cái hổ vuông anh nhắc trông thấy con bổ nông một mình lồi thủi đặt bức nặng nhọc bên cái củ lao đột nhiên anh nghĩ tới những cảnh cô độc ở đời anh tự hỏi nếu trong hai chúng ta mà một kẻ từ trần trước hay một đời tàn tật thì người kia sẽ ra sao liên xua tay mắng yêu mình chỉ nói gỡ em thì không bao giờ nghĩ tới những điều ghê gớm như anh em chỉ biết có một điều là chúng mình yêu nhau bây giờ thì anh học đi trước khi đi ngủ em sửa soạn thúng mẹt cùng quăng gánh để mai đi bán hoa sớm anh phải biết ngày hôm nay em bán được hai đồng bạc vừa cây vừa hoa đấy sáng hôm sau cũng như mọi sáng khi minh thức giấc thì liên đã đi bán hoa biết rằng tối hôm trước minh học khuya nên liên đã dón rén dậy xếp quăng gánh đi bán hàng không dám làm kinh động để chồng được ngủ yên minh khoác áo ra hiền mặt trời mới mọc chiếu ánh sáng rực rỡ xuyên qua những cành cao vút và mềm mại của hai cây hoàng lan bên bờ dậu ngắm những tia vàng trói lọi rung động lách qua khe các lá gió lay như tưng bừng nhảy múa ở ngoài sân mình thấy trí tuệ sáng suốt tâm hồn khoáng đạt hình như cũng có một vầng thái dương chiếu sáng ở trong lòng mình mình lấy mũ đội ra vườn những hoa huệ sắc trắng mát hoa kim liên sắc vàng đậm và hoa hồng quế sắc đỏ thắm như đàn bướm lung linh trước mặt chàng khiến chàng nhớ tới hồi còn nhỏ vẫn cùng liên đùa nghịch cầm vật đuổi bắt các loài côn trùng có cánh trong mỉm cười vì dưới cây trúc đào mềm mại lá nhọn kia trí tưởng tượng của chàng vừa hình dung ra một cô gái bé nhỏ xinh xắn trắng trẻo đứng vịn cành ngắt hoa mình mải mơ mộng đến nỗi ông lão làm vườn tới đứng bên cạnh chàng hồi nào mà vẫn không lưu ý tới. Mãi đến lúc nghe tiếng lưỡi quốc đụng phải viên đá, chàng mới giật mình quay lại hỏi. Kìa ông Hoạt, sao ông không ở coi thờ vườn bên Ngọc Hà? Ông lão dừng tay trả lời. Bên ấy tôi đã làm xong, chỉ ngày kia là gieo hạt được rồi. Tôi bảo thằng cháu, nó coi giúp để sang đây dãy nốt cỏ, không thì vài hôm nữa, nó mọc um lên mất. Thôi được, Ông cứ sang bên ấy làm cho xong đi Để quốc đấy tôi dẫy cỏ cho Ông lão ngại ngùng tỏ ý không bằng lòng Cậu học đi chứ Hôm qua mà ấy bảo tôi Đừng để cậu phải bận tâm đến các việc trồng trọt Vì cậu sắp thi Nghe ông Hoạt nói Mình sung sướng vì chàng thấy người vợ Yêu nghĩ đến chàng một cách chu đáo và âu yếm Chàng mỉm cười bảo ông lão Được không sao Ông cứ để đấy cho tôi Hôm nay chủ nhật được nghỉ học Tôi muốn làm việc hoạt động tay chân một tí cho khỏe người Ông Hoạt còn do dự Thì Minh đã lại đỡ lấy quốc nói Ông sang ngày bên Ngọc Hà nhé Vườn ở nhà cứ để mặc tôi Ông lão lặng lặng theo lời Minh Tuy có dáng không vui Còn Minh thì sắn quần vén tay áo quốc dưới cỏ Tỏ ra là một người thạo nghề Và chăm chỉ từ thuở nhỏ sống cho một gia đình trồng hoa nhưng bấy lâu này Chàng miệt mài cầm cụi với đèn sách Với bài vả Để sửa soạn thi cử nên sức Cũng có phần kém đi Vì thế mới làm việc được hơn một giờ đồng hồ Mình đã thấy tay chân rời rạc Thà hồn hển Chàng đương chống quốc Đứng tựa gốc cây hoàng lan nghỉ mệt Bỗng nghe có tiếng người cười ở cổng đi vào Minh nhìn ra thì là Văn Bạn học rất thân của chàng Ở trên phố đến chơi Văn vui vẻ hỏi chị không có nhà ư ừ. chào anh nhà tôi vẫn đi bán hoa như thường lệ kia mà câu hỏi của văn khiến mình ngẫm nghĩ không ít bao nhiêu ý tưởng như luồng điện vụt chạy thoáng qua trong trí mình suốt ba bốn tháng này không mấy ngày là văn không đến chơi và không lần nào là văn không bắt đầu hỏi ngay tới tin tức liên mình vẫn biết một người đàn bà đẹp thì bao giờ cũng có nhiều kẻ lưu ý tới bông hoa ở trong vườn ai nỡ cấm khách qua đường ngắm nghĩa. Song đối với mình thì văn nào có phải là khách qua đường. Hai người là bạn học từ nhỏ thân thiết nhất trong lớp, coi nhau gần như anh em ruột thịt. Cái nhan sắc của vợ Minh đã làm cho Văn ngưỡng mộ Điều đó Minh thừa hiểu Nhưng chẳng lẽ Văn lại đem lòng yêu trộm Thương thầm vợ một người bạn thân Thấy có bạn tính quân tử Và vợ có nét thẳng thắn Tự nhiên đối với Văn cũng như đối với những người khác mình không hề để những ý tưởng ngờ vực lọt vào trong ý nghĩ. Song chàng cho rằng nếu văn mà thực lòng yêu liên thì chàng chỉ thương hại cho bạn đã mắc vào vòng ái tình tuyệt vọng. Và lại mình vẫn biết rằng khi mình yêu một cách vô lý, khi mình yêu một kẻ mà mình không thể yêu được thì mình chỉ thờ trong lý tưởng, trong tâm hồn cái hình ảnh dịu dàng của người mình yêu mà thôi. Sự việc đó luôn luôn xảy ra trong trường tình, trong sự giao thiệp nhưng đã mấy khi trở nên điều thương luôn bại lý. Cầm đoán người ta yêu một cách cao thượng thanh khiết tuyệt đích là làm một việc trái với nhân đạo là ghen tuông một cách vô ý thức. Mình nghĩ thầm, vợ ta quẩy gánh hoa đi dòng các phố thì thiếu gì người yêu trộm thương thẩm như thế. Hơn nữa làm gì chẳng gặp bọn công tử bột trêu gẹo cật nhà. Phải, cái đó là thường, vợ ta tính tình còn ngây thơ, thường vẫn thuật lại cho ta nghe những câu bông đùa của kẻ qua đường, nhưng có bao giờ ta tỏ ý ghen tuông đâu. Ta tin ở vợ ta, ta tin ở người bạn gái thân yêu của ta ngay từ khi còn bé. Làm gì mà anh ngây người ra thế? Nghe câu hỏi của bạn, mình giật mình nói chữa. Ờ, xin lỗi anh, tôi vì mệt quá. Văn cười. Trời ơi, mới mó tới cái quốc mà đã than mệt. Đưa đây tôi giúp một tay cho Rất lời Văn đỡ lấy cán cuốc Nhưng chỉ được độ vài phút Thì chàng ta đã vứt cuốc xuống đất Đứng thả ngọc mỉm cười bảo bạn Ồ coi vậy chứ không phải vậy Còn nặng nhọc hơn tập thể thao nhiều anh ạ à. Mình lắc đầu đáp lại Tại anh sinh trưởng nơi giàu có Văn vội gạt ngay Kìa sao bỗng dưng bạn tôi lại giả khoa triết học ba xu làm gì vậy anh tính giàu có mà làm gì, người giàu có vị tất đã sung sướng, như anh thì còn thiếu một thứ gì? Có trí thức, có bụng tốt, lại có bạn trăm năm hết sức khả ái." Mình mỉm cười vì chính chàng vẫn thường cho là thế, Xong chàng vẫn vào đáp lại. "Tôi cảm ơn anh đã khéo ăn ủi một người bạn nghèo, nhưng giá như tôi giàu hơn lên một chút nữa thì có lẽ cũng dễ chịu và đỡ vất vả hơn." văn chép miệng bảo bạn giá tôi đổi được địa vị cho anh nghe câu nói có vẻ thành thực của bạn minh vừa buồn cười vừa thương hại văn thì như bị xúc động bởi cảnh vật trước mắt nói luôn còn gì sung sướng bằng có một nếp nhà tranh không rộng rãi nhưng mát mẻ trong nếp nhà tranh có một người vợ dịu dàng xinh đẹp đáng yêu đáng kính trời ơi thật là một cái tổ uyên ương đầy hoa mộng đầy ánh sáng Chiều chiều vợ chồng ra kẻ vai nhau Ngồi chơi ngoài vườn ngắm cảnh Nhìn trăm hoa đua nở Và nghe chim muông ca hát trên cảnh Trời ơi còn hạnh phúc nào Hơn hạnh phúc của anh Mình thong thả cất tiếng trả lời Bạn tôi trong óc chứa đầy những áng văn lãng mạn Nên trông thấy sự việc gì cũng tốt đẹp Nhưng mà cái vườn trăm hoa đua nở kia Có khi đối với kẻ nghèo Chỉ có một nguồn lợi để sinh sống thôi Chứ vị tất đã là một cảnh nên thơ như bạn tưởng Nhưng mà thôi Mời bạn vào trong nhà chơi Kẻo đứng mãi đây bạn đến cảm nắng mất Đôi bạn toan vào nhà Thì ở cổng vườn liên đứng sừng sững Cất tiếng cười khanh khách Văn vui vẻ chào Ô kìa, chị đã về Hai anh đang nói chuyện gì Mà thơ mộng thế Mình đưa mắt nhìn vào âu yếm trách Mình tệ quá nhé Ai lại đứng núp để nghe trộm chuyện của người ta như thế? Liên cười xòa. Thôi, xin lỗi. Văn cũng cười hỏi. Này, nhưng quà tôi đâu chị? Đây, quà đây. Liên lật cái vỉ lấy ở trong ra một miếng thịt bò tái mà nói rằng. Mời anh ở chơi, sơi cơm xoàng sĩnh với chúng tôi nhé. Mình sợ cơm không có gì ăn, nhìn vợ để thầm hỏi ý kiến thì Văn đã mau mắn nhận lời. Xin vâng, anh chị cho ăn tôi đâu dám từ chối. Liên biết chồng có dáng băn khoăn về sự tiếp khách không được lịch sự nên nói luôn. Nhưng thưa anh, xin nói trước để cho anh biết rằng vợ chồng tôi nghèo, cơm nước thật đạm bạc chẳng có gì đâu. Xin anh đừng cười nhé. Văn là mặt giận. Chị cứ kiểu cách làm gì vậy? Chỗ anh chị với tôi khác nào anh em ruột thịt trong nhà Thế nào mà trả xong Mình ngẫm nghĩ một giây Rồi khẽ bảo vợ Thế mình sang bên Bắc Tư Trả lại mấy quả trứng Văn vội gạt đi Thôi đừng bày vẽ nữa Mình nói Cũng là cách giúp đỡ cho Bắc Tư Vì bác ấy mù Văn tỏ ý thương hại buồn rầu nói Khôn nạn Ở cái làng tốt đẹp đầy những màu hoa rực rỡ như thế kia Mà chẳng may bị mù thì đáng giận biết bao, khổ sở biết bao. Liên cười, vừa nói vừa lim dim cặp mi. Không trông thấy, nhưng mũi con người thấy được mùi thơm. Ở đời có thứ hoa có sắc thì cũng có thứ hoa có hương. Anh thử nhắm mắt lại xem, đấy có phải nghe nức mũi những mùi hoa hoàng lan pha lẫn với mùi hoa mộc, hoa sói, hoa ngâu không? Mà khi không dùng đến mắt, mũi ta không chừng lại thính hơn có khi. Đấy, anh ngẫm mà xem, có phải các hương thơm càng thơm hơn không? Trời ơi! Chị tôi giảng khoa triết học. Minh thì hớn hở tươi cười bảo vợ. Anh nghe mình nói mà muốn mổ quá đi thôi. Liên co mày gắt. Chị dại dột nhưng chết chữa. Gần 12 giờ rồi. Em đi làm cơm thôi. Minh hỏi. Sao hôm nay mình về sớm thế? Hôm nay may mắn quá. Em bán xong hoa cúng cho các nhà thờ có điện thì gặp ngay một chàng công tử mua hết cho cả mấy chậu cây cùng những bó hoa huệ. Văn có ý tức giận, lại phương công tử bột. Chà, thưa anh, những hạng ấy ngày nào mà tôi không gặp, cứ thấy gái là họ hít bắt lại rồi buông những lời cợt nhả. Nhưng thôi, xin phép anh tôi đi làm cơm, chứ đói lắm rồi đây. Dứt lời, liền chạy vội xuống bếp, Minh nhìn theo lắc đầu bảo bạn. Anh coi, Nhà tôi vẫn còn trẻ con lắm Hai người vui cười Cùng nhau đi vào trong nhà Nửa giờ sau Liên bưng mâm lên Trong mâm có đĩa thịt bò tái Một đĩa trứng trắng Một bát rau muống xào Và một chén tương lỏng Mình mỉm cười bảo bạn Đó anh coi Cơm thết khách nhà tôi đấy Có sang không Văn đỡ lời chữa thẹn cho bạn Cơm ngon ở sự tinh khiết chứ không phải ở số lượng thức ăn. Và lại đói với vui là hai thứ gia vị cần thiết phải có cho cả tiệc yến lẫn cơm rau. Liên cười. Mời anh cầm đũa cho. Mình đưa mắt nhìn vợ khẽ hỏi. Còn ông Hoạt? Liên khẽ đáp. Để ông ấy ăn sau. Có anh Văn để ông ấy ngồi ăn không tiện. Hai vợ chồng tuy nói chuyện thầm với nhau, nhưng Văn thoáng nghe cũng hiểu liền hỏi Văn. À này, còn ông Hoạt thì sao? Ông ấy ăn sau. Thôi để ông ấy ăn cả đây cho tiện. Chỗ anh em nhà cần gì phải khách sáo chứ? Rồi Văn đứng dậy gọi ông Hoạt. Bữa cơm tuy đạm bạc nhưng có vẻ rất thân mật. Cơm nước xong, liền trông ra hiên bảo với chồng. Trời ơi, thế mà gần một giờ rồi. Văn ngơ ngác nhìn quanh rồi rút đồng hồ trong túi ra nhìn, cười hỏi Liên: mới mười hai rưỡi, chị xem giờ ở đâu vậy? Minh cười rũ trả lời: đồng hồ của chúng tôi to và cao lắm, anh nhìn thấy sao được? Văn không hiểu, vẫn nhớ nhác nhìn vợ chồng bạn, thì Liên lại nói luôn: đồng hồ của chúng tôi thì chả kẻ trộm kẻ cắp nào lấy được. Văn ngẫm nghĩ hỏi: nghĩa là gì thế? Mình liền trỏ lên mặt trời bảo bạn Kìa kìa Đồng hồ của chúng tôi kia kìa, kìa. bấy giờ Văn mới vỡ lẽ ra Cả ba người cùng cười Văn lại hỏi Nhưng các ngài xem giờ ra sao Mình đáp Trông máy danh Vậy khi không có mặt trời Minh cười Thì không xem giờ Nhưng buổi sáng đã có súng 10 giờ Còn đêm Đêm nghe gà gáy hễ gà gáy nửa đêm thì đi ngủ Văn kinh ngạc lo lắng và thương hại bạn Chết chờ Thì gần đến nơi rồi Mà không có đồng hồ thì học hành ra làm sao Anh tạm cầm cái đồng hồ của tôi vậy Thì xong anh trả lại tôi cũng được Minh từ chối Xưa này không có đồng hồ thì đã sao Nhưng lần này thì anh cứ cầm cho tôi vui lòng Ở nhà tôi đã có đồng hồ treo Và lại tôi vẫn thường đến đây học với anh thì đằng nào cũng tiện cho tôi lắm Văn vừa nói Vừa ấn cái đồng hồ vào tay mình Nè bạn Mình đỡ lấy đưa cho vợ Bảo treo lên chiếc đinh đóng ở cột Chàng quay lại bảo Văn Bây giờ thì chúng ta đi học Liên nói tiếp Còn em thì xin đi làm vườn Hạnh phúc êm đềm Như đang làm rung động Ba trái tim trẻ trong bầu không khí yên lặng một buổi trưa mùa hè, tiếng gà gáy trong xóm xa xa. Chương 2: Hạnh phúc. Ở cổng vào trường bảo hộ, Liên đứng chờ tin tức kỳ thi vấn đáp của chồng. Nàng vẫn đoán chắc thế nào mình cũng đậu, nhưng lòng nàng vẫn không tránh khỏi thấp thỏm băn khoăn lo lắng. Tâm trí luôn luôn bị những sự nghi ngờ không đâu vây kín và không biết bao nhiêu lần nàng tự nhắc thầm một câu vỏn vẹn hai tiếng nhưng vô cùng ghê rợn biết đâu phải biết đâu ở đời luôn có những sự bất ngờ xảy ra đã có lúc liên toan trở về nhà rồi phân vân nàng ở lại vừa do dự vừa lúng túng hết đứng núp cổng nhìn vào trong sân trường lại ngồi lánh ra vệ cỏ bên đường chờ đợi nàng chỉ sợ ngộ nhỡ chồng nhìn ra bắt gặp thì nàng sẽ bị chẳng mắng vì ngay từ khi bắt đầu vào thi mình đã dặn nàng đừng đến cổng trường mong ngóng hỏi han tin tức để làm chàng sốt ruột đó cũng chẳng qua là một cây cớ mà thôi kỳ thực là minh bẹn lẽn nhút nhát như đa số thiếu niên hàng ngày họ không muốn bạn bè học chung biết họ đã có vợ rồi chỉ vì tiêm nhiễm những tư tưởng phóng đãng của thời đại đối với chủ nghĩa gia đình họ cố làm ra vẻ lãnh đạm khinh suất vì thế tuy rất yêu quý vợ nhưng hễ gặp ngoài đường thì Minh lại không dám vô vập hỏi han bao giờ. Ở ngoài đường còn thấy huống hồ là nơi công cộng, đông đủ các anh em bạn học. liền thì hiểu theo một ý khác, nàng cho rằng chồng nàng là thư sinh, một bậc trí thức mà nàng lại là một kẻ hạ tiện, vai mang đầu đổi. Nếu ở trước công chúng mà nàng nhận là vợ Minh, tức là giảm mất giá trị của chàng đi. Ý nghĩ ấy đã có trong đầu từ lâu chứ chẳng phải vì lời dặn cặn kẽ của minh gợi ra trong tâm trí nàng. Tuy vậy nàng cũng không cho rằng như thế là bị chồng hắt hủi, vì nàng vẫn tin ở tấm lòng yêu mến của minh. Những ý tưởng ấy chỉ thoáng qua trong trí của Liên thôi, vì bao nhiêu tinh thần nàng để cả vào sự chờ đợi kết quả kỳ thi của chồng. Bước chân giọt soạt, soạt trên sỏi, chỉ cần một tiếng động cũng đủ làm cho nàng giật mình hoảng hốt. Tiếng cười ha hả ở trong trường đưa ra Làm cho nàng đứng phát dậy Như bị một động cơ sai khiến Hai người qua cổng trường Đến bắt tay một người thứ ba Đứng đợi ở gần chỗ liên Rồi vui cười cùng nói Chúng tôi đỗ cả rồi Liên mặt tái xanh Thấy lạnh cả người cuống quyết hỏi một câu ngớ ngẩn Thưa hai ông Thế nhà tôi có đỗ không Tiếng trả lời là một chàng cười khanh khách Một người trong đám hỏi nàng chồng cô là ai ai biết được chồng cô là ai người đứng bên ý chừng đã kịp nhìn kỹ lại dung nhan đẹp đẽ của liên mỉm cười vỗ vào ngực đáp đỗ rồi chồng cô đỗ rồi vì bối rối không kịp nghĩ ngợi liên tưởng thật thế à nhà tôi đỗ rồi à trong lúc quá sung sướng hai chàng chỉ biết đùa bỡn pha trò nhưng chợt nghĩ ra rằng chồng người kia là bạn học của mình thì bỗng đâm ra hối hận. Hai người liền đổi thái độ, ân cần trịnh trọng hỏi Liên. Xin lỗi chị, chúng tôi cật nhả như thế thật là bất nhã. Vậy anh ấy tên là gì thế chị? Liên ngần ngại không dám nói, sợ làm mất thể diện chồng. Nhưng lòng trùng ngóng vượt qua được tất cả các sự rụt rè. Anh Minh, Nguyễn Minh. Liên lo lắng đợi câu trả lời, nhưng nào họ có trả lời ngay cho. Một người có vẻ kinh ngạc hỏi Anh Nguyễn Minh à? Liên cất giọng run run Vâng, tên anh ấy là Nguyễn Minh Sao, sao thế ông? Vậy chị là chị Nguyễn Minh phải không ạ? Vâng, tôi không dám thưa ông Thôi, thế thì chị về mà chuẩn bị ăn mừng đi Anh Minh đỗ rồi Mà còn đỗ đầu nữa là đằng khác Liên thở dài Như chút hết được bao nhiêu phiền muộn lo âu trong lòng nàng chắp tay chào nói lời cảm tạ khách sáo rồi cắm đầu chạy trưa hôm ấy sau khi lang thang một hồi tán gẫu với các bạn trúng tuyển mình lưỡng thững trở về nhà chàng định bụng trêu vợ cố làm ra vẻ buồn rầu để nàng lầm tưởng rằng chàng thi trượt xong vừa tới cổng chàng đã gặp liên tươi cười hớn hở đứng chờ mình thở dài không nói gì liên cũng đoán ra phần nào ý định của chồng nên nàng cũng giả và hỏi mình làm sao thế mình cố làm ra vẻ chán nản trả lời chả sao cả mình ạ à? liên pha trò nhưng sao trong mặt mình cứ như đồ tẻ đánh chết trâu vậy mình không nhịn được nữa mới phì cười thế nào là mặt đồ tẻ đánh chết trâu chợt trông thấy bên hàng rào có cái lồng nhốt một con gà mái liền hỏi mình mua gà để nuôi đấy à liên đáp gọn không để ăn mình hoang phí thế kia liên bèn làm mặt giận mình đã thấy em hoang phí bao giờ chưa chẳng lẽ hôm nay mình thi đỗ lại không đáng ăn mừng một con gà ư ừ. mình vào hoảng hốt hỏi sao em biết anh đỗ anh đỗ thật à rõ hỏi ngớ ngẩn chưa ừ nhưng mà sao mình lại dám đoán rằng anh đỗ kia chứ nếu anh bảo rằng anh thi trượt thì mình nghĩ sao thì em không tin. Sao em lại không tin? Vì đã có thần nhân báo mộng cho em biết rồi. Thần nhân bảo không những anh thi đậu mà còn đậu thủ khoa nữa kìa. Mình không nhịn nổi phá lên cười. Vâng, thì chịu thua thần rồi. Nhưng này, hỏi thật nhé, làm sao em biết hay vậy? Nghĩ tới lời dặn dò của chồng trước khi đi thi, liền chặt nơm nớp lo sợ, đứng im không dám trả lời. Minh cười nhắc lại câu hỏi Sao em biết tin Anh hỏi sao không chịu nói gì cả Liên nũng nịu Nhưng em sợ anh mắng Minh cười giọng ô yếm Cứ nói đi Không lẽ anh là hạng người đi mắng vợ lo lắng cho anh à Liên vẫn do dự Ngậm nghĩ rồi vừa cười Vừa chạy vào trong nhà nói thật mau Em đến trường xem bảng Liên nói vậy cho xong chuyện để khỏi phải thuật lại lúc nàng bị mấy người bạn học của chồng bớn cợt ra sao trước khi cho biết sự thật. Mình nghe xong cả cười nói Có thế thôi mà phải giấu với Diếm. Tại mình dặn em đừng đến đợi tin tức nên... liền bỏ giả câu nói vì chợt nhớ ra mình chưa làm cơm. Nàng đổi đề tài nói với chồng Quên nữa, ông Hoạt bận việc nhà nên suy nghỉ hôm nay thành ra chưa có ai thổi cơm. Thôi mình chịu khó ăn tạm bữa cơm soảng sáng nay nhé. Để đến chiều em làm tiệc ăn mừng thết mình. Chịu không? Mình sung sướng cười nói. Thì ra mình mua gà là để tiệc thiết đãi anh đấy hả? Hai vợ chồng cùng đi với nhau lại nhìn lòng gà. Liên cúi xuống bắt gà ra cầm hai chân dốc ngược xuống trước mặt chồng như để phô trương một vật quý giá. Chị gà mái hình như nghĩ đến cái chết gần kề nên kêu lên những tiếng hết sức bi ai, giọng khan khan chẳng khác một người bệnh trong cơn hấp hối. Mình ngắm gà buộc miệng khen. Con gà đẹp quá mình nhỉ? Liên cười hài lòng. Em mua có hai hảo tám thôi đấy. Ô rẻ nhỉ? Mình cũng biết là rẻ à? Mình nhìn con vật vỗ cánh giấy dọa thì đem lòng thương hại, chẳng lắc đầu chép miệng. Tội nghiệp, thế mà chiều nay phải chết rồi anh có ngờ đâu con vật đáng thương này phải trả giá cho niềm vui sướng của chúng mình bằng chính mạng sống của nó liên nhìn chồng ái ngại bằng một giọng thật tình minh nói hay để nuôi hay hơn mình ạ à. nhưng còn bữa tiệc mừng cần gì phải mừng có em vui bên anh thì còn gì phải mừng hơn nữa chứ liên tỏ vẻ không bằng lòng không bữa tiệc ấy em đã nghĩ đến từ lâu thế nào cũng phải có mới được mình suy nghĩ một hồi rồi đề nghị hay là chúng ta đi cao lâu ăn một bữa đi liên dãy này trời ơi ăn cao lâu thì tốn tiền quá mình ạ à. không tốn bao nhiêu đâu nếu mình chọn hiệu nào nhỏ thôi liên nghe nói mừng rỡ thế mình đi ăn bây giờ có được không có gì mà không được nhưng ăn ở đâu đây mình ở à phố hàng buồm ở mãi tận phố hàng buồm kia à thế thì mình phải đi ngay thôi minh ngắm vợ giọng hơi ngại ngùng em nên thay bộ quần áo khác thì hơn bộ này dây đất dây cát trông lôi thôi lắm liên cúi xuống nhìn quả thấy lấm láp và nhem nhuốc nàng hơi ngượng nói với chồng chết chửa nếu mình không bảo thì em quên mất em làm vườn xong dính toàn buồn lầy của trời mưa hôm qua liên vào nhà thay quần áo mình đứng bên hàng rộng ngắm vườn Những luống đất vàng mới sới Trông rất gọn gàng vuông vắn Lấm tấm chen chúc những cây cúc xanh non mới gieo Trong lòng Minh tràn ngập niềm vui Chẳng thấy mọi vật đều trong sáng Hoa cỏ đẹp đẽ tươi tốt Thơm ngào ngạt hơn mọi ngày Ngẫu nhiên mình nhớ tới lời nói Của Liên mấy tháng trước đây Sự sung sướng ở tự trong đáy lòng ta Chứ không phải từ ngoài vào Lúc đó chàng cho là một lời nói ngây thơ khả ái Nhưng giờ đây chàng nhận thấy vợ mình thật sâu sắc Không thua gì một chiếc da lỗi lạc Quan niệm của nàng rất bình thường không cầu kỳ Nhưng không phải ai cũng nhận thức và giác ngộ được Mình ngắm gì thế? Mình quay lại liền mặc áo nâu non Quần lĩnh thâm Thấy chồng nhìn thì ra chiều bẹn lẽn cúi xuống Lấy tay vuốt nhẹ tà áo Minh hỏi Sao mình không đi đôi dép anh mua cho độ nọ? Liên lặng lặng ngoan ngoãn vào buồng lấy đôi dép, quay ra bóng láng rồi đi rửa chân. Lát sau nàng trở ra trình diện chồng cười nói, giọng nửa đùa nửa thật. Thôi nhé, đừng làm tội em thêm nữa nghe mình. Mình vội vàng cắt nghĩa cho vợ hiểu. Nào anh có muốn làm phiền em đâu, chẳng qua là mình ra ngoài thì cũng nên ăn mặc cho chỉnh tề một chút Liên buột miệng hỏi Thế mọi hôm em đi mát hoa thì sao? Mọi hôm khác Trả lời xong Mình mới thấy mình thật quá vội vàng Nói năng một cách thiếu suy nghĩ Chàng đứng thộn thử ra Tự nói với mình Ừ nhỉ Sao mỗi hôm lại khác với hôm nay Hay là vì mình sợ đi cạnh một người Ăn mặc đơn sơ giản dị Khiến cho thiên hạ cười chăng Hoặc là bởi vì mình vừa thi đậu Sắp sửa nên ông này ông nọ nên thành ra đã bắt đầu phú quý sinh lễ nghĩa rồi mình nghĩ điều gì vậy câu hỏi bất ngờ của liên làm minh là trở nên lúng túng không anh có nghĩ gì đâu hay là mình sợ ngượng minh phờ như không hiểu hỏi lại em bảo vì sao anh lại ngượng mà ngượng cái gì vì anh đi với em ngoài đường điều ấy em đã nghĩ tới rồi anh ạ à. anh cứ đi trước cách em một quãng để em theo sau là được Mình nhìn vợ mỏi lòng ứa nước mắt Em thật quá lần thẩn rồi Anh mong muốn từ nay trở đi Em đừng bao giờ nghĩ như thế nữa Nghe chưa Thôi mình đi Dọc đường Hai vợ chồng được nghe không biết bao nhiêu lời chúc tụng của dân làng Liên sung sướng vô cùng hãnh diện bên cạnh chồng Đi nửa giờ đồng hồ Hai vợ chồng mới đến được vườn Bách Thảo Vì cứ vài bước lại gặp người quen giữ lại hỏi chuyện. Nào là chuyện thi cử, nào là chuyện đi xin việc làm. Lại có người đùa, đòi Minh là một chầu khao bạn bè. Rốt cuộc phải một giờ sau, hai người mới tới được một tiệm cao lâu nhỏ của người Tàu ở phố Hàng Buồm. Mình đưa liền vào cái buồng nhỏ duy nhất dành cho thượng khách của nhà hàng. Anh chỉ biết có mỗi hiệu này thôi, vì có một lần anh Văn rủ anh đến đây ăn. Liên nghe nói lộ vẻ luyến tiếc, giọng thật thà. À quên nhỉ, dám mà mình mời anh Văn đi chung thì vui quá. Minh cười. Nhà anh Văn giàu có, sang trọng, thì thế nào mà chả có tiệc linh đỉnh cho anh ấy? Anh Văn cũng đỗ chứ. Dĩ nhiên, anh ấy học giỏi kém gì anh. Thích nhỉ? Cầu khen ngợi của Liên vô tình làm cho Minh khó chịu vì thấy vợ quá lưu ý đến bạn. Tuy chàng không ghen Nhưng không khỏi nghĩ ngợi bâng cua Mình sao vậy? Mình mỉm cười gợn gạo Không, anh có sao đâu Vừa lúc ấy Người chạy bàn Một người đàn ông đứng tuổi đến hỏi Thưa, ông bà dùng gì? Cả Minh và Liên nhìn nhau Chẳng biết ăn món gì Mà cũng chẳng biết có những món gì để gọi Người chạy bàn cười nói với hai người Hai ông bà cứ từ từ suy nghĩ đi một phút nữa tôi sẽ quay trở lại. Đoạn ông ta chạy sang bàn khác phục vụ, cho hai vợ chồng được tự nhiên, có chút thời giờ để quyết định. Liên hỏi Minh, Mình ăn gì đấy anh? Mình co mày ngồi nặn óc. Anh chỉ biết có mỗi một món mì bò, hào hai một bát. Thế thì chỉ có mới 24 xu thôi. Anh muốn ăn thêm thứ gì cứ ăn, nhưng không được quá một đồng đấy nhé. Minh cười, thì nhỡ anh muốn ăn bóng Liên tưởng chồng nói thật Ngớ ngẩn hỏi Thứ đó thì mất bao nhiêu tiền Cũng chẳng bao nhiêu Chỉ độ hai đồng thôi Liên nhớ nhắc nhìn Minh Khiến chàng phải phì cười Khi ấy người chạy bàn đã trả lại Ông ta hỏi Ông bà đã nghĩ ra chưa Định gọi gì đấy Minh nhìn lại Liên Nàng đành cố bạo dạn hỏi Có những món gì bác người chạy bàn chống hai tay ngửa mặt lên nhìn trần nói cánh gà rán này cá sông cả con này các loại cháo dùng buổi sáng này liên bỗng ngắt lời cánh gà rán thì bao nhiêu bán ra làm sao bảy hào nửa đĩa liên nhìn chồng rồi lại đánh liều hỏi tiếp bác ạ à, chúng tôi chỉ muốn dùng đại khái những món nào rẻ tiền thôi người chạy bàn vui vẻ đáp Vậy thì có thịt bò xào cải làn, thịt bò áp chảo, mỗi thứ chỉ có hai hào thôi. Liên mừng quính vì nàng không ngờ ở cao lâu lại có những món ăn rẻ tiền như vậy. Nàng luống cuống gật lia gật lịa. Vâng, thế thì tốt lắm. Người chạy bàn lại hỏi. Cô lấy cơm không? Có chứ. Vậy thì ông bà nên lấy hai hào cơm và một hào canh đi. Vừa rẻ mà ăn cũng ngon và no. Dĩ nhiên là Minh và Liên đồng ý Liên cẩn thận đi chợ Như thế vị trí tất cả là bảy hào phải không bác? Người chạy bàn gật đầu Ông ta lại hỏi Có uống rượu không? Minh xua tay đáp Thôi khỏi cần, cảm ơn bác Liên xoay sang nói với chồng Còn những ba hào nữa kia mà Sao mình không uống tí rượu cho vui? Minh nhìn vợ cười đáp Anh không biết uống rượu nhưng hôm nay là ngày vui đáng mừng Em muốn mình uống một tí Có rượu mới ra tiệc chứ phải không Minh Hai người bàn luận một hồi Sau cùng Minh đành chiều ý vợ Đồng ý gọi thêm một hào rượu Miễn rượu là được rồi Không cần biết phải là loại nào Bữa cơm tuy bình dân Nhưng đôi vợ chồng xem như một bữa tiệc linh đình vậy Hơn nữa cả hai người đều đói Nên càng ăn càng thấy ngon miệng Lại thêm chút hơi men chính choáng vào nên mặt cả hai nóng bừng lên nhưng trong lòng họ vui vẻ không biết nói sao cho hết lời bữa tiệc kéo dài hơn một tiếng khi trả tiền xong mình lấy năm xu lẻ tặng cho người chạy bàn liền ngạc nhiên hỏi ủa có cái lệ phải đãi người chạy bàn nữa sao mình lắc đầu mỉm cười không nhưng vì anh thấy bác ta tử tế tận tình chỉ cách cho mình gọi các món ăn vừa rẻ vừa ngon lại vừa no hơn nữa hôm anh đi ăn với anh Văn Thấy anh ấy vẫn cho vậy Trên đường trở về nhà Thì hai anh chị quên cả giữ gìn ý tứ liền đi sát bên chồng hỏi chuyện luyên thuyên Hết nói lại cười Chính ở niềm vui Đã làm cho con người quên hết những muộn phiền Những điều e lệ thẹn thùng